Xin chào người, cái video này mình sẽ nói về BTC. Và đây là một cái video quan trọng bởi vì mình sẽ đổi lại những cái sóng, những cái sự tính toán vừa rồi. Ngay bây giờ là 10 giờ lẻ 2 phút, ở bên đây thì đâu khoảng là 9 giờ ở bên Việt Nam ngày 10 tháng 6 năm 2024, nhảy vô lúc. Vừa rồi như vậy là cho những người nào nhớ cho trực tiếp những cái video tín hiệu vừa rồi thôi. Đây mình đang nằm trong khung ngày. Thì sóng số 3 bắt đầu ở đây, kết thúc ở đây, sóng số 4 kết thúc ở đây và sóng số 5 sẽ kết thúc ở đây. Vừa rồi như vậy mình nói nếu mà sóng số 5 như vậy lên á thì một có thể là một cái sóng số 5 rất là dài, nó mới với được con giá 85 86. Ok. Thì đây là cái suy nghĩ và đây là cái sự sửa đổi lại. Và lúc mà mình sửa đổi lại cái khung ngày thì cái khung giờ nó sẽ sửa đổi lại một cách rất là nghiêm trọng. Thì đây là cái sự sửa đổi và bạn nhớ gọi là tập trung trong cái video này, okay, để bạn có thể đi sát với mình và hiểu những cái sự tính toán kế tiếp trong cái chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Okay. Thì riêng đây là cái khung ngày mình sẽ đổi lại. Đây là sóng 1, đây là sóng 2, sóng 3 nghe sẽ đáp cánh ở cái vùng 70 76 nghe, 76 cũng giống như cái khung ngày mà mình vừa rồi chia sẻ cho bạn. Sóng 3 nha, đập cánh ở 76, sóng 4 và sóng 5 thì nó lên đâu khoảng cả 80, 85, 86, 90 nha. Cái của nó đi sát với cái sóng số 5 này. Từ 4 lên 5 như vậy thì mình có 5 sóng hồng, sóng cam 1, 2, 3, 4, 5. Những cái sóng từ 1 lên 5 như vậy nó chỉ là cái sóng của 4 cho tới 5. Vậy thôi, bạn cần hiểu vậy thôi, đúng không? Sóng số 3 sẽ xác suất là sẽ rờ được con giá 76, sóng số 5 sẽ rờ được con giá 85. Nhưng trước khi nó tiếp tục đi lên thì xác suất trong những cái giờ tiếp theo á thì nó sẽ có một đợt sập. Nhớ hồi tối mình đã đăng lên những cái thứ mà nó quan trọng trong buổi tối, trong cái tuần này. Thì thứ tư mình có CPI nghe, CPI thứ thứ tư luôn nè, quyết định chính sách của Fed. Ok. Và thứ năm thì mình có PPI, ok, lạm phát đầu nguồn, lạm phát cuối nguồn, ok, vân vân và vân vân. Thì cái tuần này là một cái tuần bay bổng nha, một cái tuần bay bổng chứ không phải là không. Ok. Vô. Thì vừa rồi như vậy là mình đã sửa lại cái khung, cái sóng số 3 sẽ kết thúc ở đây, số 4 và số 5. Khung ngày thì riêng cái khung giờ, nghe cái khung giờ á thì đây là cái khung 4 giờ, cái khung 4 giờ thì vừa rồi là cái sự tính toán là đây là sóng 1 nè. Ok, cho những người nào coi thì những cái tập rồi, 5 sóng đi lên tạo sóng 1, 3 sóng hồi tạo sóng 2, sau đó là mình có cái sóng số 3 ở đây. Ok, sóng số 3 ở đây và mình đang trải nghiệm là cái sóng số số 4, đúng không? Sóng số 4 cũng giống như đây thì mình đi lại. Ok. Đây. Ok. Đây là mình có thể zoom vào chút xíu rồi chút mà mình zoom lại đây. Vừa rồi đây, giá là sập dưới con giá 56.600. Bò lên như vậy sóng 1, đây là sóng 2. Ok. Và đây là sóng 3 như vậy. Ok, rồi là mình chán, đây là sóng 4 và tiếp tục lên là sóng sóng 5. Ok. Khá là rối đúng không? Ok. Sóng 5 thì vừa rồi là cái trường hợp này sóng 3 ở đây thì nó cũng giống như đây thôi, giống gì hết. Đây là 1, đây là 2, đây là 3. Ok, và vừa rồi đây là mình dán đây 4 và chuẩn bị tới đây mình trải nghiệm là 5. Nhưng bởi vì mình đã đổi cái sóng ngày thì cái sóng này nó đã được đổi luôn. Về sự tính toán thì đây là sóng 1, đây là sóng 2 và sóng 3 thì nó đang được diễn ra. Cho những người nào đã coi cái tập vừa rồi, nhớ là cái tập vừa rồi thôi. Là mình đã cân nhắc là quãng sóng 3 không kết thúc ở đây. Nhưng mà sóng 3 vẫn còn đang được diễn ra. Mình đã bỏ một cái sóng 3 và một cái câu hỏi như vậy trong cái video tín hiệu vừa rồi. Nghe trong video tín hiệu vừa rồi là mình suy nghĩ là về cái sự tính toán thì nó hơi lạc chút xíu, có nghĩa là nó sao sao á. Ok. Thì bởi vì vậy dựa theo cái thông tin dữ liệu ngay bây giờ của mình thì bởi vì vậy mình đổi cái sóng số 3 này thì mình phải đổi cái sóng số 3 này cái khung giờ luôn. Đổi chừng nào bằng đổi cái sóng số 3, mình đổi cái sóng số 3 khung ngày thì mình phải đổi cái sóng số 3 khung giờ. Thì riêng ngay bây giờ sóng số 3 chưa có kết thúc ở đó nha,
sóng số 3 nó sẽ tiếp tục đang được diễn ra, sóng số 3 đang được tiếp tục diễn ra, sau đó mình có sóng số 4 và sau đó là mình mới có cái sóng số 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 5 nha, sóng số 3 đang được tiếp tục diễn ra. Ok, và sau đó là mình mới có sóng số 5. Thì sóng số 3 nó sẽ đem con giá lên tới cũng giống như mình nói là 76. Rồi sóng số 5 này á, ok, thì nó đem con giá mình lên tới 80, 80 à, 85 lần, cái 85. Ok, thì gọi là mình vẽ, thì mình gọi là mình vẽ tượng trưng cho mình, gọi là mình giải thích tượng trưng cho anh em thôi. Cái okay, gọi là đây, thì đây nó mới là con giá 80. Ok, mình cứ để tạm thời cái con đó trên đó đi. Đây mới là con giá 85, cái 85. Ok, 85. Thì riêng mình sẽ xóa rất là nhiều thông tin ở trong đây nha. Mình sẽ xóa hết tất cả những cái tính toán vừa rồi nha, để cho nó dễ coi và dễ hiểu hơn. Ok, gọi là mình sẽ xóa rất nhiều thông tin. Ok, rất là nhiều thông tin. Ok, nói chung mình sẽ xóa hết. Ok, nói chung mình sẽ xóa nhiều. Ok, những cái tính toán sóng số 1, sóng số 2, sóng số 3 này. Ok, thì mình sẽ xóa luôn. Ok, bởi vì nó không phải là sóng số 1, nó không phải là sóng số 2, số 3, số 4 và số 5. Ok, thì vừa rồi là mình nói là sóng số 3 có thể là nó sẽ tiếp tục được diễn ra chứ nó không kết thúc ở đây, cũng giống như hồi nãy mình giải thích đây. Đây là sóng số 1 của nó, đây là sóng số 2. Sóng số 3 không kết thúc ở đây, sóng số 3 không kết thúc ở đây. Sóng số 3 vẫn đang tiếp tục diễn ra, sau đó mình có cái sóng số 4 và sóng số 5. Ok, sóng số 3, đây sóng số 1, đây sóng số 2, sóng số 3 đáp cánh ở cái vùng 70, 76, sau đó mình có cái sóng số 4 và sau đó là cái sóng số 5 nó dựng lên cái con giá là 80, 85. Ok, thì đây cũng như mình vẽ đây, sóng số 3 là 76 nè, số 4, rồi sau đó là tượng trưng là lên khoảng cỡ 7, 80, 85 lần, ok, 85 lần, ok, thì đây mình vẽ đâu khoảng cái vùng 85, ok, và mình xóa bớt cái thứ này đi. Ok, ok, 85, và mình cũng xóa luôn những cái thứ này nha. Cái thứ này mình gọi là tạm thời bỏ nó qua một bên đi cho nó đến giờ ăn sáng. Ok, để mình hoàn tất cái video này xong để mình đi ăn sáng. Ok, bỏ luôn. Ok, bỏ hết, bỏ hết, bỏ hết. Ok, đây bỏ luôn. Thì vừa rồi như vậy là mình chuyển sóng số 3 từ đây qua bên đây, nghe đang được diễn ra, nghe đang được diễn ra. Sau đó mình sẽ có cái sóng số 4 và sau đó là mình sẽ có cái sóng số 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 5. Ok, số 5. Ok, là mình sẽ bỏ luôn cái bốn chữ xèo, bốn chữ đây. Ok, nhớ lúc mà đã tới cái vùng 76, ok, thì là vẫn là cái vùng bán ra, 75, 76 vẫn là bán ra, bởi vì mình sẽ có cái sóng hồi lại, đúng không? Mình sẽ có cái sóng hồi lại. Rồi sau đó là nó mới tiếp tục lên tới con giá 85, 86. Thì sóng số 3 nghe tới cái giai đoạn này vẫn là cái giai đoạn bán cho anh em. Ok, đây thì gọi là mình sẽ dẹp đi những cái thông tin cũ đi. Ok, mình sẽ dẹp luôn cái này luôn, mình sẽ dẹp gọi là khá là nhiều thông tin. Ok, thì đơn giản đây là sóng 1, đây là sóng 2, đây là sóng 3, đây là sóng 4 và đây là sóng 5 lên con giá 85. Tất cả những cái thứ ở cái vùng này nghe vừa rồi, đây là sóng 3 mình đã chuyển từ đây qua đây rồi. Ok, mình đã nói về nó trong cái video tín hiệu vừa rồi. Nghe cho những người nào coi mình nói ô, có thể là sóng số 3 không kết thúc ở đây, có thể là sóng số 3 sẽ được dời qua khu vực này, thì ngay bây giờ mình đã dời nó rồi. Ok, đã dời rồi. Ok, để cho gọi là bạn có một cái nó rõ hơn chút xíu. Ok, thì ngay bây giờ là sóng số 3 sẽ được dời quanh đây, số 4, số 5. Thì bây giờ mình nhảy vô cái chi tiết vừa rồi đây. Ok, trước khi mình nhảy vô thì nó có vài thông tin mình muốn chia sẻ trước đã. Thì về đếm sóng như vậy, nghe về đếm sóng như vậy á, ok, mình đi trực tiếp ở cái khu vực này thôi, thì xác suất những cái sóng nó đang được diễn ra ngay bây giờ á, ok, đi kỹ nghe. Ok, rõ ràng là bạn phải coi cái tập vừa rồi, có thể là bạn phải coi cái tập vừa rồi trước khi bạn coi cái tập này bạn phải hiểu, bởi vì nó có rất là nhiều sự chỉnh sửa. Đây là sóng A của nó, những cái gì bạn đang trải nghiệm vừa rồi ở trên cái đỉnh
đó là cái sóng B. Mình chuẩn bị tới đây là mình trải nghiệm cái sóng C, xác suất là nó sẽ sập sập ok, sập tới đâu thì mình chuẩn bị tới đây mình chia sẻ nha. Xác suất là nó sẽ sập, kế tiếp là nó sập, kế tiếp là sập ok. Thì ở đây không có chuyện bỡ ngỡ, mình đã nói cho bạn rồi okay. Sập 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 kế tiếp okay. Rõ ràng con giá vừa rồi mình chia sẻ cho bạn trong cái video trực tiếp vừa rồi á, để cho cái con giá nó đi lên, để gọi là giá Bitcoin đi lên lại, lên 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 lại ok. Nên nó phải cắn con giá 70.200, thì bạn có thể thấy là vừa rồi như vậy là nó không cắn được con giá 70.200. Đây là cái kháng cự cho nó vừa rồi 69.2, 69.7 ok, 70.200 nó lên tới. Bạn thấy là bạn có thể zoom vô cái tuần vừa rồi, ngày cuối tuần vừa rồi đã lên được cái mức giá là 69.800 mấy, là giữ con này và con này thôi, nhưng không không đánh vỡ được cái con giá 70.000 ok, 70.000, không đánh vỡ được con giá là 70.200. Vừa rồi mình nói để đánh được vỡ 70.200 thì tất cả mọi thứ sẽ leo thang lại. Trong cái video tín hiệu này vẫn bạn có thể áp dụng cái thông tin đó. Đánh vỡ được 70.200 thì gọi là những cái tính toán sẽ được chỉnh sửa lại thêm một lần nữa, là xác suất đây là cái tín hiệu đầu tiên nó nói lên câu chuyện ở lên 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 lại rồi. Còn không có xác suất là chuyện này sẽ xảy ra. Và đây là mình đã vẽ cho bạn luôn. Đây, đường chỉ đen xuống nha, mũi tên đen. Ok, mũi tên đây. Ok. Cắn con này, tất cả mọi thứ leo thang lên lại. Ok. Nhưng xác suất là cái mũi tên này sẽ được diễn ra, và cái sóng số đen này, cái mũi tên đen được diễn ra. Hai con giá nó nói lên, nó đóng dấu cái câu chuyện là sẽ xuống. Thì lúc mà giá cắn con giá 68.700, không chỉ vậy, cái đáy vừa rồi của nó đây. Đây số 1 nè, đóng dấu cái con đường đi xuống nha. Thì đây mình dán thêm, đây đóng dấu con đường đi xuống nè. Mình dùng mũi tên để cho nó gọi là mình chia sẻ cho bạn, gọi là nhớ ok. Và đây, đóng dấu số 2, 68.400, 450 ok. 68.700 và 68.450 thì nói lên câu chuyện xuống xuống. Đây là đóng dấu số 1 xuống, đóng dấu số 2 xuống. Và xuống như vậy cái mục tiêu là có nghĩa là vừa rồi đây là sóng A, đây là sóng B của nó đúng không, và đây là cái sóng C của nó, và giá sẽ rơi vào con hai con giá này đầu tiên nha, rơi vào hai con giá này. Con giá là 70 67.200, 67.000 340, đó là cái mục tiêu kế tiếp nó sẽ rờ được sau khi nó rớt dưới con giá này, con giá này rớt dưới con giá này, rớt dưới con giá này, rơi vào hai con giá này nghe, rơi vào hai con giá này ok. Riêng về cái thông tin này thì đây mình sẽ vẫn để nó ok. Không chỉ vậy thì đây là cái mục tiêu kế tiếp, sau khi nó rớt dưới con giá này, con giá này thì nó sẽ đáp cánh ở cái vùng giá này đúng không. Thì đây gọi là mình mũi tên mình chỉ sẵn cho nó luôn cho nó dễ dễ hiểu. Và cái mũi tên này á ok, thì mình sẽ đổi màu đi, gọi là ít khi mình dùng cái mũi tên vàng lắm đúng không. Thì đây mình chỉ sẵn cho hai con giá này cho bạn, nó là ABC trong gì hết. Nhưng nếu mà nó rớt dưới con giá 65 thôi, 65.800 thì xác suất á là nó sẽ rờ cái chống lưng ở dưới đây là 55 cho tới 50, 55 cho tới 50 ok. Có thể là bạn phải quay lại những cái video trước đây để coi, nếu bạn là những người mới nhảy vô ngày hôm nay thì bạn mới hiểu được xác suất những giờ tới đây thì nó sẽ rờ được con này ngay cho những cái giờ và những ngày tới đây là rờ được con này. Và nếu rờ lúc mà nó rờ được con này, số 1 này chứng tỏ đi xuống, số 2 chứng tỏ đi xuống thì nó cắn con này. Nó cắn con này thôi, giữ ở cái vùng này giá này thôi, 60, 67, 66 thôi. Còn rớt dưới con này thì đã là nguy hiểm rồi, nguy hiểm rồi. Và bây giờ cái chống lưng á, nó không phải là 62.000, 64.400 nữa. Nhưng mà nó đã đổi thành cái con giá là 62.550 mới là con giá quan trọng. Thì nó rơi vào cái vùng, tới cái vùng này lực nè. Bởi vì mình nhớ cái sóng khung ngày đã đổi, thì cái sóng khung giờ cũng sẽ đổi. Đây, rớt dưới con giá 62.550 thì mình sẽ gặp con giá 55.
nha, gặp vào cái nguyên cái khung như vậy 55 cho tới 50, ok, thì cũng giống như khung này mình nói bao nhiêu lần như vậy, mình đã nói về cái khung cái chống lưng này 80 mấy ngày, ok, thì nó sẽ rơi ra, nó rơi vào cái khu vùng 55 cho tới 50, rơi lại thêm một lần nữa nha, trước khi nó bay, ok, trước khi nó bay thì đó là sóng số 4 lớn này thôi chứ không gì hết, được chuyển qua đây, sau đó mình có cái sóng số 5, ok, sóng số 5, ok, số 5. À, tạm thời thì mình để nó đây, ok, và đây mình đã có một cái sự tượng trưng ở đây rồi, sóng số 4 và câu hỏi cho nó. Thì rớt dưới cái con 62.500 thì xác suất là nó sẽ rơi vào cái khung giá này nha, và nó rơi vào cái khung giá này luôn nè, ok, là 55 cho tới 50, ok, rớt dưới cái con 62.500 500. Nhưng ngay bây giờ trực tiếp nha, rõ ràng là ngay bây giờ nó là 69, đây là chống lưng của nó, cái chống lưng của nó là 62, ngay bây giờ con giá quan trọng là 62 thì nó rất là xa, nó 7.000 đô lận, bởi vì vậy xác suất là có thể nha, cao là A, B, C sẽ được diễn ra rơi vào cái khung giá này rồi sau đó bay lên lại nha, rơi vào cái khung giá này, thì tới cái khu vực này là cái khu vực bạn nên quan tâm nó chống được hay không để nó bay lên lại, mà chống không được trên cái con giá 62.500 đây, 62.500 này đúng không, bạn cái kéo nó xuống chút xíu thì tất cả mọi thứ sẽ sập xuống cái vùng này rồi, ok, thì nó cân nhắc và cân nhắc những cái giờ tới đây về đếm sóng cái khu vực này, bạn có thể đếm ở đây là, cái đây là ok 1 2 nè, 3 nè, đây là 4 thôi, rồi sau đó là 5, đếm về đếm sóng nhỏ, đây là có thể là đây là sóng số 4 của nó nè, và đây chuẩn bị là đây là sóng số 5, bởi vậy là mình chỉ sẽ cho bạn là cái mũi tên đen đi xuống nè, hay là cái mũi tên này, thì đây là mình bỏ cái mũi tên này đi, mình giữ cái mũi tên đen thôi, xác suất là nó sẽ rờ được con này và nó rờ được con này rồi sau đó đáp cánh cái vùng này, cái đó là cái quan trọng, cái quan trọng đúng không, nhưng ngoại trừ lúc nào mình có cái ngoại trừ hết á, cái ngoại trừ là con giá 70.200 thôi, sát sát cánh nó thôi, nếu mà nó rờ được nghe, nó rờ được thì tất cả mọi thứ có thể là đã leo thang rồi nghe, tất cả mọi thứ đã bắt đầu leo thang lên lại rồi, ok, leo leo thang lên lại rồi, có nghĩa là sóng số 3 chưa kết thúc vậy thôi, ok, leo thang lên lại rồi có nghĩa là sóng số 3 chưa kết thúc, ok. Thì cái đó là cái suy suy nghĩ nghe, đây suy nghĩ, ok, thì tóm tắt lại mình sẽ làm nhỏ hơn, 56.600 đây là sóng 1, đây là sóng 2, sóng 3 thì đang được diễn ra, sau đó mình có sóng số 4 và sóng số 5 đem lên cái vùng giá này, đây là những con giá của sóng số 3, ok, thì mình sẽ chồng chất nó trên đầu của nó đi ha, đây đây là sóng số 3, ok, lên tới 76, sau đó sóng số 4 và sóng số 5, ok. Còn cái khu vực này ngay bây giờ trong những cái giờ tiếp theo thì xác suất là nó sẽ sập xuống một đợt nữa, lúc mà nó cắn hai con giá này đúng không, cắn giá này, cắn giá này, cắn số 1 là xác thật xuống này, số 2 này xác thật xuống, thì nó rơi vào cái khu vực này, chống được cái khu vực này thì tất cả mọi thứ leo thang lên lại chứ không gì hết, leo thang lên lại nha, leo thang lên lại, ok, nó chỉ là những cái sóng nhỏ ở đây thôi, A, B, C, rồi sau đó lên lại, ok. Cái đáp cánh ngay bây giờ thì bạn đã biết là 67, 66 xác suất cao, ok, rơi được dưới con 55 là nguy hiểm rồi, rơi được con giá 62 thì xác thực nó sẽ rơi vào cái vùng 55 và 50, ok, 50, đây, mũi tên chỉ sẵn luôn rồi, ok, mũi tên dẫn đường câu chuyện, đúng không, dẫn đường câu chuyện, ok. Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. Xác suất là nó sẽ xuống nhiều hơn lên. Lúc nó rờ được con giá 68.700, 68.400 thì nó sẽ xác suất là sẽ rơi vào cái vùng này, cái vùng này. Chống được thì tất cả mọi thứ sẽ leo thang lên lại. Còn không chống được thì nó sẽ rớt xuống cái chống lưng kế tiếp của nó là 62.500 550. Chống không được cái khu vực này thì rơi vào cái khu vực là 5 55 50.000. Okay, thì đây mình ghi thêm cái con giá 50.000 được, ok, vẫn vậy, cái chống lưng quan trọng nhất mà mình lặp đi lặp lại trong 2 tháng rưỡi trời, cái con giá quan trọng, cái chống lưng quan trọng cho BTC á, khung ngày á, nó mới là quan trọng, chống được trên 50.800, chống được thì tất cả mọi thứ vẫn leo thang,
đây là cái chống lưng main, cái chống lưng quan trọng nhất, cái chống lưng chính 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 chính. Còn tất cả những cái chống lưng vừa rồi mình chia sẻ cũng giống những cái khu vực này thì nó chỉ là cái chống lưng phụ thôi, ngay chống lưng phụ ngay bây giờ thôi. Vừa rồi đây là những con giá của cái đợt vừa rồi nha, cái đợt vừa rồi của sóng số 2, sóng số 3, thì ngay bây giờ bạn có thể quăng nó đi bởi vì không có thể sử dụng được nữa. Thì đây là cái tín hiệu ngay bây giờ. Tín hiệu ngay bây giờ, 70.200 thì có thể là nói là đã lên 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 rồi, nằm dưới 70.200, cắn con này, rờ được con này, rờ được con này, rờ con được, rờ con này, rơi vào cái khung giá này. Nhớ những cái video tín hiệu của mình đó, mình làm rất là chi tiết, chứ nếu mình nhảy vô mình chỉ nói vậy thôi, rờ được con này bay lên, rờ được con này, rờ được con này, rơi vào cái khung giá này thì nó quá dễ, nó sẽ tốn chỉ khoảng cỡ 10 giây thôi, 10 giây thôi. Nhưng ở đây lúc mình sửa sóng, đúng không, sửa sóng mình chia sẻ cho bạn, giờ bạn có đi sát với mình nói về đây là sóng 1, sóng 2, vừa rồi mình nói là sóng 3 có thể là không kết thúc ở đây, đã chuyển chuyển qua đây, thì vừa rồi mình giải thích nó chuyển qua đây, và đây cho bạn những cái móc giá vân 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 và những cái tính toán. Thì mình gọi là tốn rất là nhiều thời gian để giải thích giải thích giải thích để bạn có thể đi đi theo. Nhớ trong một cái video 20 phút như vậy mình đã tốn bao nhiêu giờ như vậy để nghiên cứu về nó, thì nhớ là bạn đi sát với mình để cập được những cái suy nghĩ này, để bạn có thể giúp bạn chốt đơn trong những cái giờ và những ngày tiếp theo. Vậy thôi, xin chào mọi người.